Thưa quý vị, để thúc đẩy phát triển du lịch MICE, tức là du lịch kết hợp hội thảo hội nghị, Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thu hút dòng khách này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương để Sở Du lịch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thí điểm các chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch MICE đến thành phố trong năm 2021. Theo Sở Du lịch thành phố, du lịch MICE được xác định là một trong bốn nhóm sản phẩm chủ lực mà ngành du lịch thành phố tập trung phát triển, nhằm cụ thể hóa đề án phát triển du lịch MICE tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mong muốn sớm đưa loại hình du lịch này trở thành cốt lõi, khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh để phát triển. 100 đoàn khách MICE đến thành phố trong năm nay sẽ được hưởng các chính sách hấp dẫn như đón tiếp, chào mừng, hỗ trợ truyền thông, tặng quà lưu niệm, miễn 100% vé tham quan tại các điểm Bảo tàng Châm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Di tích Ngũ Hành Sơn, giảm 10% đến 30% vé tham quan tại một số khu điểm du lịch nổi tiếng khác tại thành phố. Song song đó, các đoàn khách MICE cũng được hỗ trợ cơ sở vật chất, như giảm giá từ 10 đến 40% các tiện ích tổ chức phòng họp hội trường, giá phòng lưu trú, âm thanh ánh sáng, hỗ trợ vận chuyển, hướng dẫn viên, thủ tục cấp phép du lịch MICE tại Đà Nẵng. Các cái đoàn khi mà tới Đà Nẵng thì sẽ được hỗ trợ về mặt truyền thông, về mặt xây dựng hình ảnh, kết hợp với hình ảnh của điểm đến để nâng tầm các cái hoạt động của đơn vị cũng như là góp phần để mà quảng bá cái hình ảnh của điểm đến. Và một trong các cái nhóm chính sách nổi bật nữa đó là cái việc hỗ trợ cho các đơn vị du lịch, các công ty du lịch cũng như là các tập đoàn, các công ty tổ chức các cái sự kiện ở Đà Nẵng với cái thủ tục nhanh gọn nhất, tạo điều kiện cho các đoàn có được cái địa điểm, cái vị trí để tổ chức các cái chương trình gala, team building, incentive cho các cái công ty một cách thuận lợi nhất. Theo các doanh nghiệp du lịch, chính sách hỗ trợ thu hút khách MICE của Đà Nẵng được tung ra trong khoảng thời gian này là rất tốt, có thể kích thích thị trường, tiếp nối đà phục hồi khả quan của loại hình du lịch này. Đây là một cái chính sách mà nó thực sự là thể hiện cái sự quan tâm của thành phố để đẩy mạnh trong các cái việc quảng bá và xúc tiến cho các hoạt động du lịch Đà Nẵng nói chung và cho cái xúc tiến và thu hút cái ở thị trường MICE là nói riêng. Thông qua cái chính sách này chúng ta sẽ thấy rõ đối với các đơn vị lữ hành sự kiện thì đây là một cái chính sách thật sự rất là thu hút và có rất là nhiều cái ưu đãi. Ngoài ra đối với các doanh nghiệp và du khách khi lựa chọn Đà Nẵng tham quan và tổ chức các cái sự kiện mai này á, thì cũng là một cái cơ hội để mà trải nghiệm các cái dịch vụ thật sự rất là đẳng cấp của Đà Nẵng. Song song với các nhóm chính sách đang được triển khai, ngành du lịch thành phố cũng quan tâm phát triển hệ sinh thái MICE để phát triển loại hình du lịch này một cách bài bản, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tôi cũng đang tiếp tục để mà từng bước xây dựng cái hệ sinh thái cho cái du lịch MICE. Theo đó thì từ cái vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng đến việc cải thiện, phát triển chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt cho các cái đoàn khách lớn, cũng như là cái công tác xây dựng hình ảnh, kết nối các cái đơn vị kinh doanh du lịch để tạo ra những cái gói, những cái nhóm sản phẩm năm sau tốt hơn và mới hơn đối với cái đoàn khách, để góp phần thu hút các cái đoàn khách không chỉ tới Đà Nẵng mà còn quay lại Đà Nẵng để tổ chức các cái sự kiện hội nghị hội thảo. Với các chính sách đang triển khai, các doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách MICE đến thành phố trong năm nay sẽ tăng trưởng ấn tượng, góp phần phục hồi ngành công nghiệp không khói của Đà Nẵng.